Như các bạn đã biết thì ngày hôm qua trên trang Discord của server Hero MC có thông báo rằng bắt đầu sự kiện đua top cao thủ từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7. Và cũng có phần thưởng nha, như là top 1 được 300 con, 200 con và 100 con cho người top 3. Chưa hết, quán quân sẽ được tặng một danh hiệu ngoài sảnh minigame. Tức thế nào ạ? Tức là trên đầu của bạn ngoài sảnh minigame sẽ có một cái chức vụ gì đó do bạn tùy chọn, như là chàng trai may mắn, chủ tịch, ông trùm mafia, thuốc hồi trinh, bla 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 bla. Top cấp độ ư? Chắc là không giòn đâu. Top chiến thắng? Không giòn. Top cao thủ? Giòn đâu? Không như các loại top khác thì top cao thủ tuét lên cho bạn một vẻ quý tộc, thể hiện bạn là một người pro cao thủ trong Bad World. Và cách kiếm điểm cao thủ như thế nào thì bạn vào phòng 1v1 cũng được, 1v1 cũng dễ kiếm hơn. Đây, khi bạn vào rồi thì bạn để ý, ủa, cái gói tài nguyên mình bị gì thế này? Nếu bạn muốn đua rank cao thủ dễ hơn thì bạn nên mua rank Premier. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Premier là một từ mà người IL 700 năm đọc. Ví dụ như đây là phòng 1v1 thì bạn cần phải có 4 người trong phòng đấy có rank Premier thì phòng đấy sẽ biến thành phòng Premier và bạn sẽ được cộng điểm cao thủ khi chơi phòng đó. Đây, cuối cùng cũng kiếm được phòng Premier này mọi người này. Đấy, phòng Premier đã bật, bạn sẽ nhận được điểm cao thủ khi chơi phòng đó. Vâng, việc tiếp theo bạn làm phải chơi pro thôi. Thắng cộng điểm, thua trừ điểm, thế thôi. Chần chờ gì nữa mà vào chơi ngay để nhận được top cao thủ và rank trên đầu của bạn. Cực kỳ ngầu loi đi. Ơ nhưng mà sao không biết chơi xong trận đều cao thủ của mình còn 900 bàn rồi. Ơ, bằng một cách thần kỳ nào đó. À thôi kệ đi. Đây, điểm khá là cao luôn và top 1 hiện tại bây giờ là đang 8.500 điểm rồi. Đua nhanh nào mọi người ơi, còn kịp nào. Vâng, và nếu ai mà top 1 điểm cao thủ ấy thì mình sẽ cho thêm người đấy là 1.000 con để mua đồ. Đúng, mình không nói đùa đâu. Nhưng để lúc nào mình giàu đó.